5 cách chữa sưng lợi răng hàm đơn giản mà dứt điểm chỉ trong vòng 7 ngày. Cách chữa sưng lợi răng hàm thật ra rất đơn giản, chỉ mất vài phút chuẩn bị mà thôi, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Hướng dẫn cách chữa sưng lợi răng hàm với xô thơm, lá ổi, lá đinh hương. 1. Cách chữa sưng lợi đơn giản bằng xô thơm. Đi theo đông y, nước súc miệng xô thơm có khả năng giúp giảm đáng kể lượng vi khuẩn gây mảng bám răng. Xô thơm còn có đặc tính kháng khuẩn cũng như chống viêm và có thể giúp chữa lành sưng lợi cũng như điều trị nhiễm trùng. Hơn nữa, bạn thường ngậm nước súc miệng xô thơm trong 60 giây mà hay không bị kích ứng. Xô thơm súc miệng hàng ngày 3 lần sẽ giảm sưng lợi rất hay. Bí quyết thực hiện tại nhà: đun sôi khoảng 225 đến 450 ml nước, nạp khoảng 28 gram xô thơm tươi hoặc 14 gram xô thơm khô vô nước, đun nhỏ lửa 5 đến 10 phút để dung dịch nguội dần. Bạn có khả năng sử dụng dung dịch đun từ xô thơm để súc miệng từ 2 đến 3 lần mỗi ngày. 2. Cách chữa sưng nướu răng tại nhà bằng lá ổi. Từ lâu, rất nhiều người đã sử dụng lá ổi để chữa hôi miệng. Một vài nghiên cứu đã nhận ra nước súc miệng lá ổi có tính kháng khuẩn và kháng vi sinh vật, góp phần kiểm soát hình thành mảng bám. Nước súc miệng lá ổi cũng góp phần giảm sưng lợi, giảm đau đớn và khiến hơi thở thơm mát hơn. Lá ổi còn có tác dụng cầm máu chân răng do sưng lợi, viêm lợi gây ra nữa. Bí quyết làm: giã 5 đến 10 lá ổi mềm. Tới lá ổi vừa giã vào khoảng 225ml nước sôi, đợi 15 phút. Lúc dung dịch đã nguội, bạn hãy bổ sung một tí muối, súc miệng bằng nước lá ổi trong 30 giây, nhổ nước súc miệng ra. Bạn lặp lại bí quyết này 2 đến 3 lần mỗi ngày. 3. Cách chữa sưng lợi trong cùng bằng lá đinh hương. Một số nghiên cứu đã chỉ ra đinh hương có thể trợ giúp ngăn cản sự hình thành mảng bám cũng như giảm viêm. Đinh hương có đặc tính kháng vi khuẩn và chống oxy hóa và cũng có khả năng giúp giảm đau nhói. Nếu không muốn chuẩn bị thế này thì bạn mua tinh dầu đinh hương nhé. Cách thực hiện tại nhà: băm nhỏ khoảng 5 gram lá đinh hương, làm cho ướp một miếng bông gòn cũng như dặm vô chỗ đựng đinh hương đã băm nhỏ, để đinh hương dính vô miếng bông, càng dính rất nhiều càng tốt. Nhẹ nhàng chà miếng bông có thấm đinh hương vô lợi, đợi trong khoảng 1 phút, súc miệng để trục xuất phần đinh hương dính trong miệng, nhổ nước súc miệng ra. Bạn không cần dùng vô cùng nhiều đinh hương hay dùng đinh hương trong một thời kỳ dài. Một số người bị dị ứng với nghệ hay không buộc phải dùng cách chữa sưng lợi này. Bài thuốc trị sưng lợi bằng tinh dầu xả. Đi theo nghiên cứu mới đây nhất của Tây Y, tới nhận ra tinh dầu xả đánh bay mảng bám cũng như chữa sưng lợi hiệu quả hơn cả nước súc miệng chứa chlorhexidine. Cách thực hiện: pha loãng 2 đến 3 giọt tinh dầu xả trong khoảng 225ml nước, súc miệng bằng dung dịch bên trên trong vòng khoảng 30 giây, sau đó nhổ dung dịch nước súc miệng ra. Tinh dầu xả phù hợp với ai bị sưng lợi răng, viêm núu chân, răng nặng. Bạn có khả năng súc miệng đi theo cách phía trên 2 đến 3 lần mỗi ngày. Lưu ý, nhìn chung thì dầu xả là an toàn, tuy nhiên cũng
vô cùng nghiêm trọng, vì thế bạn cần pha loãng tinh dầu xả để đảm bảo an toàn và hay không gây nạp kích ứng với lợi. 5. Cách chữa sưng lợi răng hàm bằng nha đam. Nghiên cứu Tây y. Với nhìn thấy cơ hội có thành công tương đương cho nước chất có chlorhexidine trong việc giảm mảng bám cũng như sưng lợi, bạn không cần pha loãng nước lô hội như là các dòng nước súc miệng không giống, nhưng mà chỉ bắt buộc sử dụng nước lô hội nguyên chất 100%. Nha đam chủ yếu thanh nhiệt, làm mát và giảm sưng lợi chỉ sau 5-6 ngày. Phương pháp thực hiện: ngậm nước lô hội trong miệng trong vòng 30 giây, nhổ dung dịch súc miệng ra, lặp lại 2-3 lần mỗi ngày. Lưu ý bạn cần tậu lô hội ở nơi bán có chất lượng và làm cho theo một số chỉ dẫn ghi trên nhãn lúc sử dụng. Các người bị dị ứng cho lô hội không buộc phải sử dụng mẫu nước súc miệng này.